Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với Chọn Phát Channel. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu bình rót rượu mà bản ngoại của mình nha các bạn. Bản hỏi mà bản demo. Này là bản thương mại luôn nha các bạn. Giờ mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem. Let's go. Thì đây là bản thương mại nha các bạn. Mình sử dụng công tắc chứ không phải cảm biến nha các bạn. Đây có công tắc của nguồn luôn nha các bạn. Đây công tắc của điều khiển cho rót rượu nha các bạn. Còn đây là cái phần mình đổ rượu vô. Đây là chiếc áp mà mình chỉnh lượng rượu bơm vô nha các bạn. Chỗ này mình có một cái lỗ để găm sạc nha các bạn. Hiện tại bình này găm sạc của chui sạc Bali nha các bạn. Bali 3.5 nhìn qua rồi. Tròn nha các bạn. Sạc 5V. Ống này là ống của bình khí nha các bạn. Loại tốt luôn. Thì đây cái phần này hôm nay mình sẽ cải tiến luôn là nó có phần báo lượng rượu luôn nha các bạn. Ống này rất tốt nha các bạn. Ống này là ống tốt. Mình mở ra cho các bạn xem. Đây là bên trong nha các bạn. Còn này là phần bơm với dây điện lên. Pin thì mình để trong đây, pin với mạch mình để trong đây luôn nha các bạn. Nó sẽ gọn hơn, nó an toàn hơn. Bây giờ bắt đầu mình test cho các bạn xem ha. Bình này chứa khoảng 20 lít nha các bạn. Đây nắp lại. Thì đây nó có cái ống để báo lượng rượu còn trong bình nha các bạn. Các bạn muốn xíu nữa thì các bạn chỉnh cái volume, cái chiếc áp cao lên xíu. Vô đây vừa nha các bạn. Thì cái bản này là bản thương mại luôn nha các bạn. Các bạn nào đặt mua thì mình sẽ làm theo kiểu này. Hoặc các bạn muốn làm gì, yêu cầu gì các bạn inbox cho mình để mình biết mình làm. Để mình dặn lại nửa ly nha các bạn. Đây nửa ly nha các bạn. Nguyên ly.